giới thiệu ở phía bên thư viện thì có cô Michelle. Một cái buổi á, ra là xin cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn tất cả quý vị. Và hôm nay cũng là ngày 30 tháng 4, là trong lòng của chúng ta ai cũng có một niềm đau. Thôi thì chúng ta dành một phút để tưởng nhớ lên tất cả những người đã hy sinh cho chúng ta được có đứng ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn là bên truyền thông báo chí. Không có dự liên tục được những cái lớp, nhưng mà thiện chí là cái điều chính. Tôi sẽ sẵn sàng nhận các em qua cái lớp kế tiếp, và mong rằng trong cái lớp kế tiếp thì ta sẽ sửa cái thiện chí. I got here at the library and I really hope that it's going to continue on for a long time. And appreciate your time and your effort in coming here. And hopefully some of the young ones can continue this same tradition. Lớp này nó là cái lớp đầu tiên của San Jose, mà tôi cũng đã hằng mơ ước là ở San Jose có một cái lớp thư pháp. Tiền nhị thập niên đó, bây giờ quý vị đó đi. Ngũ thập niên tiền là 50 năm về trước. Tôi 23 tuổi. Bây giờ tôi là bao nhiêu tuổi? Hát bài này để tặng chị Bình Yến và cũng tặng luôn tất cả để thấy là